Xin chào các khán giả thân yêu của kênh Hậu Trường Thể Thao. Hôm nay là một chương trình rất đặc biệt. Chúng tôi sẽ gặp các bạn vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Bên cạnh tôi đây là phóng viên Chí Công và phóng viên Phong Miêu, những người đã đồng hành rất lâu cùng chương trình Câu Chuyện Hậu Trường từ những ngày mà chúng tôi phát sóng những số đầu tiên và cho đến hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau nói về một nhân vật, đó là huấn luyện viên Thu Duyê, một nhân vật mà đã để lại rất nhiều ấn tượng, có thể là tốt, có thể là xấu, kể từ khi ông bắt đầu nhậm chức vào đầu năm 2023, tức là chỉ ngay sau dịp Tết năm ngoái thôi đúng không? Hai anh khi ấy thì chúng ta cũng vừa mới chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, vừa mới trải qua một dịp Tết năm 2023 và rồi sau đó đi cùng nhau xuất hiện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng chào đón huấn luyện viên Thu Duyê nhận chức. Và theo em nhớ là đó là ngày 27 tháng 2, đó là ngày đầu tiên mà huấn luyện viên Thu Duyê xuất hiện cùng với một bộ vest màu xanh, đặt bút ký lên bản hợp đồng gắn bó với bóng đá Việt Nam trong khoảng thời gian 3 năm. Khi ấy thì em nhớ là có khá là nhiều câu hỏi được đặt ra cho huấn luyện viên Thu Duyê, nhưng mà em rất ấn tượng với cả một cái chia sẻ. Thực ra thì cái này hơi nhạy cảm một chút vì chúng ta sẽ lại phải nhắc đến huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng mà thời điểm đấy, huấn luyện viên Thu Duyê cũng nhắc đến ông Park với một sự tôn trọng rất lớn sau những thành công mà ông Park nhận được. Nhưng ông cũng nói đến là có một sự khác biệt rất lớn giữa triết lý của tôi và triết lý của ông Park. Có thể là hai người đều nhắm đến chiến thắng. Tất nhiên rồi, huấn luyện viên nào cũng muốn ra sân và chiến thắng dù ở bất kỳ trước đối thủ bất kỳ nào. Thì chúng ta cũng luôn luôn có một cái mục tiêu cao để phấn đấu. Nhưng mà riêng huấn luyện viên Thu Duyê sẽ đặt ra một cái mục tiêu rất là cao, đó là tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Đối với Phong thì sau một năm rồi thì Phong có cảm nhận thấy đây là một cái mục tiêu hơi cao so với những gì mà chúng ta kỳ vọng không? Thực ra thì nếu mà nói về vòng loại World Cup thì bây giờ chúng ta mới đá 2 trận thôi và cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam nó vẫn còn nguyên. Và mọi thứ nó vẫn đang ở trước mắt, nên nói là bây giờ chúng ta nhận xét là có được hay không thì nó bây giờ nó vẫn mang tính gọi là chặng đường vẫn còn dài, sự chủ quan nó vẫn còn rất nhiều. Bây giờ chúng ta phân tích cơ hội nhé, chúng ta mới đá 2 trận thôi, có 3 điểm. Và hai đội đứng sau là Philippines và Indonesia thì đều chỉ có được 1 điểm thôi. Và quan trọng là ở vòng loại này thì chúng ta không cần quan tâm đến các kết quả ở bảng đấu khác, mà chúng ta chỉ miễn sao là nhất và nhì là đi tiếp vào vòng loại thứ 3 rồi. Thì tôi nghĩ là khi mà chúng ta gặp lại nhau sau 2 lượt trận vào tháng 3 tới thì đấy là thời điểm mà chúng ta có thể nói chắc chắn hơn về cái chuyện là cơ hội dự World Cup liệu có thêm được tiến thêm được một bước nào hay không. Khi ấy thì sau 2 trận gặp Indonesia thì kết quả nó sẽ khiến cục diện của cả cái bảng đấu ấy nó được định hình rất là rõ. Và đến tháng 6 thì chúng ta chỉ phải gặp Philippines trên sân nhà thôi, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ thắng thôi. Thì khi mà chúng ta có được 4 hoặc 6 điểm trước Indo thì cái một bước vào vòng loại thứ 3 thì nó đã rất là ok rồi. Và khi mà đã vào vòng loại thứ 3 ấy thì lúc ấy thì chúng ta lại phải chờ đến kết quả bốc thăm thì mới biết là liệu là mình có được vào một bảng đấu nó vừa sức hay không, cơ hội mình như thế nào. Thì lúc đấy nói chuyện World Cup mới là vấn đề. Thì tôi nói câu chuyện đấy bởi vì sao? Vì tôi tin là sau khi Asian Cup 2023 kết thúc thì niềm tin của người hâm mộ ấy đã giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên, tôi muốn lật lại một câu chuyện như thế này. Tức là Indonesia là đội bóng mà đã vào vòng 1/8 Asian Cup. Nhưng mà hãy nhìn lại hành trình cách mà họ vào đi. Họ vẫn cũng thua Iraq mà, cũng thua Nhật Bản mà. Cái việc mà họ được vào vòng 1/8 là họ thắng một đội bóng Đông Nam Á, đó là Việt Nam. Thì tức là nếu mà nghe là vào vòng 1/8 Asian Cup thì cũng là một điều rất lớn lao, nhưng mà cái hành trình ấy nó cũng có khác gì nhiều với một trận đấu ở AFF Cup đâu. Đúng không? Đúng. Nên là để mà nói là chúng ta vội vàng mất niềm tin hay không ấy thì tôi nghĩ là có những người sẽ mất niềm tin ngay, nhưng có những người mà người ta vẫn sẽ chờ bởi vì người ta hiểu là bóng đá Đông Nam Á mà gặp nhau ấy thì cái sự thắng thua ấy nó cũng khó mà nói trước được. Đấy, thì bây giờ trở lại câu chuyện World Cup này. Tôi tin là khi mà bất kỳ chúng ta khi mà nghe thông tin là World Cup tăng lên 48 đội và lấy 8 suất rưỡi, 8 suất và 2 suất playoff của Liên lục địa ấy, thì chúng ta đều mơ mộng là bóng đá Việt Nam cuối cùng cũng có một chút gì đấy hy vọng để mà đến World Cup. Nhưng mà thực sự là bây giờ tôi sẽ kể ra 8 suất nhé. Mọi người đã mặc định là gì? Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út, Iran. 5 suất rồi đúng không? Những suất còn lại sẽ được cuộc cạnh tranh của Qatar,
Iraq, UAE, Uzbekistan, Oman. Đúng. Và chắc chắn là khi mà Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup thì những đội Đông Nam Á khác họ có nghĩ gì không? Thái Lan họ cũng muốn dự World Cup chứ. Đúng. Nên là bây giờ tôi muốn nhấn mạnh lại một điều với mọi người là dự World Cup 2026 suất dự đã tăng lên nhưng nó không hề dễ hơn một chút nào cả. Thế nên là chúng ta vui khi mà chúng ta có được một huấn luyện viên mà ngay khi đặt chân đến đây ông ấy đã thể hiện rõ cái tham vọng lớn của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận những cái gì là, tức là chúng ta tiến lên thì nước bạn cũng tiến lên, các đội tuyển khác cũng tiến lên, thì cái việc ấy nó cũng không hề dễ. Và giả sử mà chúng ta chưa đạt được mục tiêu ở cái World Cup này thì đến World Cup 2030 thì khi đấy thì cũng sẽ lại là một kỳ vọng nữa, thì những cái sự chuẩn bị ở World Cup, vòng loại World Cup 2026 ấy, có thể nó sẽ là một cái bước đà để mà chúng ta tiếp tục hướng đến những cái mục tiêu ở các giải đấu sau. Bởi vì năm tới 48 đội thì lần sau cũng 48 mà, cơ hội đâu cũng vẫn thế mà, mình vẫn có thời gian để tiến bộ mà. Và mình không thể một phát từ một kẻ tí hon mà biến thành một người khổng lồ Goliath được, cứ phải có từng bước một. Thật ra thì trong cái bài phát biểu đầu tiên của huấn luyện viên Thu Dê khi đến Việt Nam, tức là sau một chặng đường rồi thì chúng ta sẽ nhìn lại xem cái lý do mà huấn luyện viên Thu Dê bắt đầu với cái công việc này là gì. Thì lúc đấy ông nói là mục tiêu dự World Cup là lý do tôi chấp nhận đề nghị công việc này. Tức là bản thân Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã nhìn thấy cái tiềm năng đó, đúng không? Chúng ta cũng có những cái kỳ vọng đó, và huấn luyện viên Thu Dê nhìn thấy cái điều đó nó phù hợp với cả cái tham vọng, nó phù hợp với cả cái mục tiêu của ông, đó là xuất hiện tại World Cup một lần nữa, đúng không? Nhắc cái chuyện thì tôi muốn nhắc lại một thông tin, đấy là có thời điểm đấy là ông Chu Xie nhận được cả lời mời ở đội tuyển quốc gia bên Anh với mức lương cao gấp 5 lần so với mức lương mà VFF đề ra. Nhưng mà có lẽ là mục tiêu của bên Anh họ không cùng với những cái gì mà ông Chu Xie nghĩ, này ông ấy đã quyết định chọn đến Việt Nam. Còn anh Công thì sao, anh ấn tượng, hãy nhớ lại những ấn tượng đầu tiên của anh với huấn luyện viên Thu Dê. Chúng ta đang năm Giáp Thìn đúng không? Còn ông ấy sinh năm 1900, tôi nhớ nhầm 1958 hoặc 1955, không nhớ lắm. Tuổi ông ấy nếu như quy ra Việt Nam ấy là tuổi mùi và tuổi dê, và cũng rất là hay, anh em hay gọi là ông Châu Dê. Thì đúng là nó ám vào luôn cái tuổi ông ấy là tuổi Ất Mùi. Thì nên em nói câu chuyện vui vẻ thôi, thực ra tên ông là Thu Xie và nó chả liên quan Châu Dê là Châu Bò gì ở đây cả. Là một, thứ hai là tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện của ông Thu Xie thì chúng ta sẽ phải nói ở hai cái cạnh như này, là cái việc động lực để đội tuyển Việt Nam vươn đến World Cup ấy, nó không chỉ là câu chuyện của cái năm 2022 này, mà là từ năm 2018 khi ông Philippe Thuce ông làm giám đốc kỹ thuật của trung tâm PVF. Thì ông ấy đã có sự thuyết phục khi mà tại sao ông sang Trung Quốc, tại vì thời điểm mà ông sang Trung Quốc ấy là thời điểm bóng đá Trung Quốc cũng nhận được đầu tư, nhưng cái đầu tư của bóng đá Trung Quốc đấy nó không đúng một trọng điểm, nó dẫn đến việc là thất bại cả một cái hệ thống dài. Tất nhiên có những cái sai lầm mang tính cá nhân của ông Philippe Thuce trong cách sử dụng cầu thủ người và định hướng mục tiêu của ông Philippe Thuce. Nhưng ở đây ngược lại, một chiều ngược lại là cái sự kỳ vọng và sự đầu tư của bóng đá Trung Quốc thời điểm đó nó cũng không chính xác. Cho nên khi mà hai luồng tư tưởng và những sự sai lầm nó gặp nhau thì dẫn đến sự thất bại. Và trong cái thời điểm ông làm việc bóng đá Trung Quốc đấy thì ông nhìn thấy được ở trung tâm PVF có một sự đầu tư nó vượt tầm hơn. Giống như cách năm 2007 khi Hoàng Gia Lai đầu tư cho bóng đá Việt Nam ấy, đầu tư học động Hoàng Gia Lai và hướng đến bóng đá Việt Nam ấy, thì cái câu chuyện trung tâm PVF cũng đã chuyển mình như thế. Trung tâm PVF bắt đầu làm ở trong Nam, sau đó chuyển mình ra ngoài Bắc, và họ đã có một trung tâm rất là tốt, họ có rất nhiều cơ sở vật chất và họ thể hiện sự tham vọng. Thì thực tế ban đầu ông Philippe Thuce không phải là người đầu tiên được nằm trong phương án này, mà là cái sự gợi ý đầu tiên mà trung tâm PVF họ đưa ra ấy là Pep Guardiola và Jose Mourinho. Thì một người khá là giàu có ở Việt Nam đặt câu hỏi luôn là anh cần giám đốc kỹ thuật là ai, anh có cần Pep Guardiola hay không, hay cần Jose Mourinho hay không, và bao nhiêu tiền. Anh đưa tôi con số, nếu tôi đáp ứng được tôi sẽ xử lý câu chuyện này. Nhưng cuối cùng thì sau tất cả những cân đo đong đếm và phù hợp nhất trong bối cảnh Việt Nam bây giờ thì Philippe Thuce là cái tên được đưa về Việt Nam. Và ông Philippe Thuce ông cũng được thuyết phục bởi cái tầm tham vọng đó. Thì ở đây chúng ta nhìn nhận vấn đề này là ông đã làm việc với trung tâm PVF một phần, sau đó là ông làm việc với đội tuyển U19 Việt Nam, các cầu thủ trẻ Việt Nam, và ông có một bộ danh sách khoảng tầm 100 cầu thủ trẻ có tiềm năng để phát triển trong tương lai. Tuy nhiên đến một giai đoạn do Covid-19, khi đấy thì ông đã không thể làm việc cùng đội tuyển Việt Nam U19 Việt Nam nữa, và chúng ta bị lỡ dở cái vòng chung kết U19 châu Á năm 2021 hay 2020 thì phải, tông nhiều lắm. Thì khi đấy thì ông chia tay đội bóng đá Việt Nam và chúng ta lại quay trở lại với ông Park.
Và khi ông Park chia tay rồi thì đã có những bản hồ sơ được đưa ra, những ứng viên đưa ra. Và cuối cùng thì người ta lựa chọn một gương mặt mà có thể là đi một cái đường dài hơn bóng đá Việt Nam, đã biết về bóng đá Việt Nam, đặc biệt là có một sự gắn kết với bóng đá trẻ Việt Nam, thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái sự gần gũi và cách làm việc sẽ đơn giản hơn. Một huấn luyện viên từ một nước khác họ đến và họ chỉ có thể là làm việc đội tuyển quốc gia thôi. Cho nên cái câu chuyện định hướng của bóng đá Việt Nam chọn lựa ông Philippe Thuchet về mặt lý thuyết là chính xác. Nó là một câu chuyện mang tính đường dài, chọn lựa cầu thủ trẻ. Nhưng ở đây tôi phải nói thêm một cái vấn đề thế này này, là ông Philippe Thuchet ông mới chỉ có bản danh sách của 100 cầu thủ trẻ thôi. Chứ ông không phải là một bản danh sách của 100 cầu thủ hay nhất bóng đá Việt Nam. Đúng không ạ? Cho nên là ở đây chúng ta mới nhận ra được có sự xung đột ở đây này. Là nhìn từ 8 tháng vừa qua ấy, là đã có những sự xung đột về việc là Hoàng Đức thì không được thi đấu, Tấn Tài đặt câu hỏi không thi đấu với cái này, Tiến Linh thì cũng có thời điểm không được ra sân các thứ, rồi Hùng Dũng như vậy. Tức là trong cái luồng 8 tháng vừa qua, 11 tháng vừa qua ấy, thì vốn dĩ có hai vấn đề mà người ta hay nhắc đến ông Philippe Thuchet. Một là kết quả không được sự tốt ở SEA Games và đấu trường Asian Cup. Và cái thứ hai mà người ta cảm thấy là bị lấn cấn hơn chính là việc ông Philippe Thuchet không tạo điều kiện cho những cầu thủ đã từng khẳng định mình dưới thời ông Park Hang-seo. Đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ nhìn được góc độ như vậy. Còn ở cái chuyện đây chúng ta sẽ nói thêm về về mặt khách quan nhé. Là tại sao ông Philippe Thuchet không sử dụng những cầu thủ đó? Ok, có thể chấn thương, có thể vấn đề về mặt thể cơ địa, có thể mặt câu chuyện về thể chất. Nhưng nó không thể phủ nhận một câu chuyện rằng là ông ấy cũng đã có những sự mâu thuẫn với những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn thời điểm ông Park Hang-seo còn nắm quyền. Và bây giờ vốn dĩ họ cấp câu lạc bộ họ vẫn là những cầu thủ được xem là trụ cột của họ. Như vậy ở đây chúng ta không thể phủ nhận câu chuyện là giống như những thời điểm mà ông làm ở Nhật Bản, như Trung Quốc, thì những cầu thủ công thần của thế hệ trước luôn luôn có sự va chạm về mặt xung đột về một điều gì đó với ông Philippe Thuchet. Như vậy là chúng ta nhìn hai góc độ đúng không ạ? Một góc độ đây là ông Philippe Thuchet ông thật sự đến Việt Nam vì ông ấy đã có một cái tâm huyết về bóng đá Việt Nam và nhìn thấy bóng đá Việt Nam có tiềm lực để đẩy lên. Vì ông là một người hay lựa chọn những nền bóng đá đang phát triển chứ không lựa chọn nền bóng đã phát triển. Là một. Thứ hai là ông nhìn ra được là cái danh sách cầu thủ đội tuyển Việt Nam đấy có thể bồi dưỡng được và hướng đến những câu chuyện ở ASEAN, như đến câu chuyện của Olympic kiểu như U23 châu Á. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tịnh tiến lên câu chuyện World Cup. Thì chúng ta đang hướng đến thì ông muốn làm như vậy, đi đồng hành với đội tuyển Việt Nam như vậy. Và liên đoàn đưa ra một cái triết lý về lựa chọn con người cũng như thế. Chỉ có điều ngược lại đây là bản thân chúng ta không thắng. Chúng ta không thắng thì bất nhiên tất cả những vấn đề khác chúng ta đưa ra. Và vấn đề cốt lõi nhất là tại sao những trụ cột của đội tuyển Việt Nam không được thi đấu. Chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh tiêu biểu là hình ảnh Hùng Dũng ở đúng trận rồi. Đấu cuối cùng đúng không? Trận đấu thứ hai với trước Indonesia. Hùng Dũng khởi động rồi, cởi áo bít ra rồi, lại mặc vào. Xong rồi nhìn các đồng đội thi đấu. Cái cảm giác mà Hùng Dũng đang là một trụ cột ở câu lạc bộ này, trụ cột ở đội tuyển quốc gia này. Xong rồi bỗng dưng đến một trận đấu mà đáng nhẽ ra người ta phải nhìn thấy Hùng Dũng ở trên sân, một con người đã từng n lần đối đầu với Indonesia ở trong quá khứ đúng không? Quá hiểu rồi, đúng rồi, ghi bàn rồi, nói chung là cảm giác cứ như là người Indonesia mà nhìn thấy Hùng Dũng ở trên sân ấy, người ta sẽ có một cái cảm giác gì đấy e dè hơn chẳng hạn, ví dụ là như thế, hơn là nhìn thấy Tuấn Anh, hơn là nhìn thấy Thái Sơn. Những con người mà hôm trước em mới giật mình, em mới nhận ra nhá, hình như Asian Cup mới là giải đấu đầu tiên Tuấn Anh thi đấu trọn vẹn cùng đội tuyển Việt Nam. Hình như là như thế đúng không? AFF Tuấn Anh chưa từng này. Vòng loại World Cup thì cũng chỉ là đá lắt nhắt một vài trận chứ không phải là đi theo cả một quá trình. Còn Asian Cup đây 2023 rồi, ở cái tuổi 28, Tuấn Anh mới thực sự có một giải đấu trọn vẹn cùng đội tuyển Việt Nam. Đó là một cái thiếu sót đối với cả Tuấn Anh và cũng là một điều đáng tiếc đối với cả đội tuyển Việt Nam nữa. Nhưng mà nhìn lại cái câu chuyện của huấn luyện viên Thuchet, như anh Công nói là ở Trung Quốc. Ông năm 2010 đúng không? Ông đến một câu lạc bộ ở Trung Quốc. Ông thay hết đội hình. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều tương tự giống ở đội tuyển Việt Nam, là ông sẽ ưu tiên sử dụng những cầu thủ mà ông quen biết nhiều hơn. Em xin phép không gọi những cầu thủ đấy là cầu thủ trẻ nữa. Tại vì họ đã ở tầm 22-23 tuổi rồi. Có thể là họ còn chưa bằng những ngôi sao kia thôi, nhưng mà họ cũng đã ở tầm 22-23 tuổi. Xin phép không gọi họ là cầu thủ trẻ nữa. Nhưng mà họ quen thuộc hơn với cả huấn luyện viên Thuchet. Và sau đó loại bỏ đi các công thần. Thì cái kết quả là gì? Cái đội bóng Trung Quốc đấy cũng xuống hạng. Huấn luyện viên Thuchet mâu thuẫn với các cổ động viên. Rồi thì bây giờ câu chuyện nó cũng thế. Đội tuyển Việt Nam không thắng, đội tuyển Việt Nam thất bại. Và huấn luyện viên Thuchet đang có, dường như đang có một cái mâu thuẫn gì đấy giữa ông và truyền thông, giữa ông và cổ động viên, đúng không? Nhưng mà ở cái đấy chúng ta sẽ nói hơn sâu hơn về phần ở phía sau. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cột mốc thứ hai của huấn luyện viên Thuchet, đó là giải đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 32.
ở giải đấu đó thì chúng ta có 4 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua. Dù chỉ 1 trận thua thôi, nhưng đó chính là trận thua bán kết trước Indonesia. Và người ta nghĩ là người ta nhìn thấy cái trận thua đấy đúng là cay đắng. Em Phong hồi đấy như cũng ở trên sân đúng không? Cái cảm giác của bạn lúc mà chứng kiến chúng ta thi đấu với 11, đá với 10 rồi thua những cái bàn thắng mà thực sự là tôi phải nói là chắc là từ cái thời điểm đấy cho đến bây giờ đội tuyển Việt Nam vẫn có thể thua những cái bàn thắng kiểu như dạng như vậy, tức là không có cái gì khác cả, bóng câu vào và đối thủ đánh đầu và đội tuyển Việt Nam thất bại. Giang làm tôi nhớ lại cảm xúc buồn quá. Tôi vẫn nhớ chiều mới là một buổi chiều rất là nắng ở sân Olympic ở Phnom Penh, thì U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với Indo. Thì thực ra là trước trận đấy không hiểu sao buổi trưa hôm đấy tôi lại ngồi tôi xem lại highlight trận bán kết Tiger Cup 2000 giữa Việt Nam và Indonesia, và tôi không thể ngờ là cái kịch bản nó lại lặp lại y hệt như thế luôn. Vẫn là Indonesia dẫn trước 1-0 rồi 2-1, xong rồi Việt Nam gỡ 2 đều và cuối cùng Việt Nam bị thua ở phút bù giờ cuối cùng với tỷ số 3-2. Thì khoảnh khắc đấy là lúc ấy là tôi đang đứng ở cầu gôn bên phía Việt Nam tấn công, thì mình nhìn đứng từ xa, từ đầu sân bên này nhìn đầu sân bên kia, thì cái cảm quan ở sân thì nó cảm giác rất là xa. Mình chỉ nhìn thấy là đội Indonesia họ phản công, nhưng mà mình vẫn thấy hậu vệ Việt Nam mình vẫn có người, mà mình cũng nghĩ là nó cũng không phải cái gì ghê gớm. Nhưng mà tự nhiên đùng một phát thấy cầu thủ họ tung chân sút và bóng vào lưới. Thật sự là lúc ấy cảm giác là chết lặng. Tôi chết lặng mất trong vòng nửa giây, sau đó tôi vẫn phải tặng lưỡi để tôi tiếp tục làm việc. Và sau đó thì tôi có một động tác là tôi quay lại đằng sau, tôi chụp cái màn hình tỷ số, bản tỷ số trên sân ấy, và tôi chụp mà đầu óc tôi trống rỗng luôn. Thực sự là rất là buồn, bởi vì tôi đang nghĩ lúc mà Indonesia bị thẻ đỏ, cái khoảng cách mà Pratama Athan bị thẻ đỏ ấy, thì tôi, cậu ấy khởi ra cái diễn ra ngay trước mặt tôi, và tôi đã nghĩ là thẻ đỏ rồi thì mình phải thắng thôi chứ. Tại sao lại thế? Đến lúc mà mình hai đều thời gian cũng còn rất nhiều luôn. Thì sau giải đấu đấy thì rất nhiều người đặt câu hỏi, tôi nghĩ là chưa trách, nhưng người ta đặt câu hỏi là tại sao U22 Việt Nam phải gồng lên để mà cố giải quyết trận đấu trong 90 phút một cách đầy khó khăn, trong khi chúng ta có thể giằng dai để bắt đối thủ 10 người của họ vào 30 phút hiệp phụ để mà tra tấn thể lực của họ. Bây giờ lý do vì sao thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết, và chúng ta cũng chưa được nghe giải thích bao giờ cả. Nhưng mà có một điều khá là trùng hợp ở cái giải đấu đấy nhá, là huấn luyện viên Thu Dê cũng sử dụng một đội hình trẻ hơn cái lứa tuổi quy định sang dự SEA Games đúng không? Có rất nhiều cầu thủ mà có thể đã khẳng định mình ở vị trí ở câu lạc bộ rồi, nhưng họ cũng không được thi đấu nhiều. Trong khi đấy thì những cầu thủ lạ mặt hơn một chút, ví dụ như là Minh Trọng thời điểm đấy mọi người cũng chưa biết đến nhiều này. Ở giữa có bạn Đức Phú, đúng rồi, Đức Phú nữa, cũng là một người chúng ta chưa biết đến nhiều. Có rất nhiều gương mặt lạ ở cái đội hình tham dự SEA Games năm đấy mà đá chính luôn. Đấy thì không có người, có vẻ là như là ông huấn luyện viên Thu Dê cái sự cố chấp về việc sử dụng con người của ông có vẻ như là diễn ra từ U23, từ đội U23 cho đến đội tuyển Việt Nam, chứ không chỉ đơn thuần là bây giờ chúng ta mới có cái vấn đề đấy đâu, đúng không? Thực ra là nói là cố chấp hay không thì tôi không đánh giá, nhưng mà tôi nghĩ là thế này. Huấn luyện viên Chu Xie luôn luôn nói là gì, là các cầu thủ thể hiện rất tốt trên sân tập, rất hiểu triết lý của tôi và họ từng ngày có sự tiến bộ. Ok, tôi tin là những điều đấy ông ấy nói rất đúng, và ông ấy cũng muốn các cầu thủ biết điều đấy để mà họ cảm nhận được cái sự ghi nhận của huấn luyện viên đối với họ. Tuy nhiên với khán giả thì chúng ta phải hiểu là khán giả không nhìn thấy những gì trên sân tập. Đúng. Thứ duy nhất khán giả thấy đấy là màn trình diễn và kết quả trên sân. Thì bạn không thể nào mà nói là chúng tôi đã tập tốt nhưng mà thế này thế kia nhưng mà kết quả không tốt, thì người ta chỉ biết kết quả đó chứ. Tôi bây giờ anh Công ngày xưa anh thi đỗ trường báo chí đúng không? Thế bây giờ em ví dụ anh không đỗ đi, thì đến lúc anh chẳng lẽ anh đến với hội đồng chấm thi nhà trường anh giải thích là em đã học giỏi suốt 12 năm qua, em đã ngày nào em cũng ôn luyện và thức khuya học bài à, đúng không? Nên là ông ấy phải chấp nhận cái việc là khi mà kết quả không tốt thì người ta sẽ đặt, dư luận sẽ bắt đầu đặt dấu hỏi về cái việc dùng người, cái việc mà sử dụng nhân sự và chiến thuật ra sao. Thì đấy là chuyện rất là bình thường, và tôi nghĩ là đấy không phải là tôi hay là ai đấy có ác ý với huấn luyện viên Chu Xie cả. Đúng. Và đơn giản là chúng ta khi mà thất bại thì chúng ta luôn luôn là đặt một câu hỏi là vì sao chúng ta thất bại.
và chúng ta mong muốn được là nhận được câu giải thích điều đấy, ít nhất là lý giải là cách dùng người hay là cái việc mà sử dụng nhân sự ra sao. Thì tôi nghĩ đây là một phản xạ rất bình thường của bất kỳ ai xem bóng đá, không cần phải là làm chuyên môn hay gì cả. Nên là nói đến SEA Games thì tôi, nó gợi lại cho tôi nhiều ký ức buồn. Mà tôi vẫn nhớ là hôm đấy sau trận bán kết đấy thì tôi ngồi lại làm việc ở phòng họp báo rất là lâu. Lần lượt các phóng viên Việt Nam ra về, nhiều người buồn quá, họ bảo là hồi buồn quá anh ấy làm gì nữa, đi về đi nhậu đi. Họ xong công việc họ về, lần lượt về các phóng viên Indo thì họ về, chắc họ cũng về đi nhậu nhưng mà là ăn mừng. Thì tôi là người về cuối cùng ở trong cái buổi tối hôm đấy luôn. Tôi đóng cửa, tôi bước ra khỏi phòng họp báo, tôi đóng cửa lại mà kiểu tất cả xung quanh đều, cái phòng ấy im lặng nhé, ngoài hành lang cũng im lặng. Trong đầu tôi cũng trống rỗng, tôi không nghĩ là tôi buồn quá mà. Thế là nhưng mà tự nhiên tôi bước sang ngay bên cạnh đấy lại là nhà thi đấu bóng chuyền, cũng là trận bán kết Việt Nam và Indo. Thế tôi đã nghĩ là thôi được rồi, để sang bên đây để xem Việt Nam thắng lại Indo để mà mình lấy lại niềm vui một chút. Và đấy là tức là cảm gì, cái với những người xem bóng đá ấy, cái cảm giác mà mong muốn chiến thắng ấy nó rất là lớn. Nên là khi mà đội nhà thất bại thì họ buồn, họ đặt câu hỏi cũng là điều bình thường thôi. Và tôi nghĩ là đấy là không phải điều gì ác ý cả. Và cái tâm thế của người xem là như vậy, và cũng không nên chỉ trích người xem hay là gì cả. Tôi nghĩ là như thế. Còn anh Cùng, hình như là chúng ta chưa bao giờ được nghe một lời giải thích nào từ huấn luyện viên Thu Dê thì phải, cho tất cả những cái thắc mắc của chúng ta, đúng không anh? Kể cả khi anh Công phỏng vấn riêng huấn luyện viên Thu Dê, anh có dịp phỏng vấn riêng huấn luyện viên Thu Dê rồi, nhưng mà có vẻ như là những cái thắc mắc về việc không sử dụng con người này con người kia, hoặc là cái triết lý của ông như thế nào, tại sao ông lại sử dụng con người này, hình như là cũng chưa bao giờ ông trả lời một cách thẳng thắn với chúng ta thì phải. Tôi cứ nghĩ này, có thể sau khoảng 3-4 năm nữa, khi ông Philippe Thuchet có thể bị chia tay đội tuyển Việt Nam vì một lý do nào đó, và một huấn luyện viên khác họ lên thay và họ thành công ấy, thì có thể lúc đấy cái câu chuyện rất là khác. Người ta sẽ nhìn lại cái công sức ông Philippe Thuchet hơn, chứ không phải là bây giờ. Bởi vì đôi khi người ta sẽ dễ cảm thông khi chúng ta giành chiến thắng, và chúng ta, họ sẽ có những cái rất gắt gao, gay gắt, kể cả khi chúng ta có tích cực nếu chúng thất bại. Câu chuyện về cuộc bên nào thắng cuộc ấy, nó là một câu chuyện rất rõ ràng rồi. Hoàng Anh Tuấn là một huấn luyện viên rất là giỏi. Ông cũng đã trải qua đủ các thương đau để đi U20 World Cup. Người ta bắt đầu tung hô Hoàng Anh Tuấn, lứa cầu thủ cực kỳ giỏi. Ngay sau đó Hoàng Anh Tuấn tiếp tục một thất bại. Ông tiếp tục trở thành một mục tiêu bị chỉ trích. Ông này không làm được việc đâu, không làm được, bỏ qua. Ông Park Hang-seo lên lại, ui, di sản ông Park này nhờ được từ ông Hoàng Anh Tuấn, từ các huấn luyện viên tiền nhiệm, từ ông Hữu Thắng. Mà tôi vẫn nhớ không nhầm là năm 2017 ông Hữu Thắng bị chê tả tơi luôn. Tôi vẫn nhớ hồi trước có một anh vlog, anh bảo luôn là chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Việt Nam chỉ trích ông Chu Dê nhiều thế, đúng không ạ? Thế thì chứng tỏ là ông anh đã hoàn toàn quên câu chuyện năm 2017 rồi. 2017 Việt Nam thua Thái Lan khủng khiếp luôn, có chăng nhá, tại sao ấy không bị như bây giờ, là lứa Công Phượng vẫn còn đủ ngon. Thì người ta còn bớt, người ta không nói. Lúc đấy mạng một xã hội phần nào đó, tôi nói thật luôn, một phần nào đó là cơ bản là cũng có hỗ trợ ở Bầu Đức. Thì đôi khi rất nhiều người ủng hộ Bầu Đức vì tâm huyết của mình, thì họ giảm cái tông đi thôi. Cho nên thật sự mà nói thì cái thời điểm Việt Nam thua Thái Lan nó cũng căng thẳng, không khác gì bây giờ đâu. Tôi vẫn nhớ hồi đấy còn thua Ê-chề, thua SEA Games cơ, kinh khủng lắm. Nên là với tôi ấy, thì trong những ký ức của tôi ấy, từ thời Toshiya Miura khi tôi làm việc năm 2015 đến giờ là 10 năm ấy, thì bất cứ khi nào đội tuyển Việt Nam thua ấy, đều có những câu chuyện như vậy. Ông Thu Dê hoàn toàn để mang cả Hoàng Đức Ly, tôi đồng tình luôn. Ông có thể dùng cả Tấn Tài luôn, ông đã hết sức đi. Thì tôi nghĩ khẳng định câu chuyện là kể cả khi đội Việt Nam thua, người ta cũng sẽ không bao giờ có một câu hỏi rằng là tại sao ông không dùng Hoàng Đức, tại sao ông dùng Tấn Tài. Ông cứ tung ra sao phải như vậy nhỉ? Ở đây tôi vấn đề tôi nhìn là hai góc độ nữa. Một là sự cố chấp của ông Philippe Thuchet, bảo thủ của ông ý. Nhưng cái thứ hai ở đây tại sao chúng ta không nhắc đến câu chuyện là ông Philippe Thuchet, ông đã nghĩ trường hợp là các cầu thủ hoàn toàn có thể bị chấn thương nặng hơn nếu như vẫn sử dụng họ ở câu chuyện này. Gần đây nhất khi Hoàng Đức thi đấu ở giải một cái giải giao hữu, thì chúng ta thấy Hoàng Đức thi đấu 90 phút và người ta hỏi là tại sao Hoàng Đức lại như vậy. Thì tôi tự dưng có hai luồng quan điểm bắt đầu đẩy vào là có phải Hoàng Đức bật thầy hay không, và cái thứ hai là có phải là ông Thu Dê không thể đắc nhân tâm được Hoàng Đức hay không, hay không kiểm tra chấn thương hay không. Nhưng chúng ta quên mất rằng trận đấu là trận đấu, Hoàng Đức thi đấu cường độ rất vừa phải, đủ để anh ta chỉ làm cảm giác bóng thôi. Nên chúng ta nhìn thấy là câu chuyện là thi đấu cường độ câu lạc bộ với cường độ đội quốc gia đã khác nhau rồi. Và đôi khi tại vì cơ bản chúng ta cái phần bên trong của một đội tuyển, bên trong vận hành một đội bóng ấy, chúng ta không phải vận nằm được, giống như kiểu Phong có nói là chúng ta không thể biết được, chúng ta nhìn kết quả bên ngoài thôi. Và chúng ta tôn vinh kết quả đó là hai khâu. Tại sao bây giờ là câu hỏi rằng ví dụ giả sử như này, tôi đỗ trường báo chí trong trường hợp là tôi quay cóp. Tôi vẫn đỗ. Không ai biết quay cóp đấy, nhưng khoảng 10 năm sau người ta bắt đầu luận tội tôi. Tôi quay cóp. Thì thế nào? Thì bây giờ tôi đặt câu hỏi là ngược lại, nếu như ông Thu Dê vẫn đi theo con đường như vậy,
tốt cho ông ấy mà, tốt thực sự cho ông ấy mà, bóng đá Việt Nam cũng sẽ vui mà. Tôi không chắc là vui hay không nhưng mà cũng sẽ có phần nào vui đúng không, vì chúng ta thấy các cầu thủ thi đấu trên sân. Nhưng liệu rằng sau khoảng 5 đến 10 năm nữa các cầu thủ nó thế nào, đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là đôi khi tôi tự đặt nghĩ trong đầu là ông Thu Dê ông hơi hâm. Thực ra mà nói là ông hoàn toàn có thể thực dụng hơn mà, ông hoàn toàn có thể là khéo léo hơn mà, tại sao ông phải cứ phải bảo thủ, phải cố chấp như thế? Ông cứ dùng những cầu thủ mà người ta vẫn nhìn thấy là hay đi, thì kể cả có thua ấy thì cũng không thể đổ lỗi được. Bây giờ ông ra, tôi thật luôn, ra ngoài tôi xin lỗi, tôi là Thu Dê, tôi xin lỗi là tôi không làm được, tôi cầm tất cả đội hình mạnh nhất của ông Park rồi nhưng tôi vẫn không thắng được, thì do ông Park thì hoàn toàn có thể là đẩy hết cho lỗi cho ông Park đúng không, nhưng ông vẫn không làm điều đó. Tôi nghĩ là vấn đề của ông Thu Dê, ông hơi cố chấp câu chuyện đấy, và thứ hai là ông không khéo léo truyền thông, thành ra là bây giờ thành ông tự thành cái dở ông ý thôi. Chứ còn thực ra mà nói thì đến bây giờ thì tôi vẫn để ông ấy một cái chuyện tầm nhìn, và cái tầm nhìn này thì ông ấy đã hướng đến câu chuyện là định hướng bóng đá Việt Nam như thế nào, và ông cũng đã có một phần nào đó đóng góp cho bóng đá Việt Nam vào câu chuyện là phát triển ở sự cân bằng về quyền lợi ở quốc gia và quyền lợi ở cấp câu lạc bộ rồi. Nhưng như Phong nói, con số đấy nó chỉ là con số câu lạc bộ ghi nhận, nền bóng đá Việt Nam là những người vận hành trực tiếp nó ghi nhận, còn khán giả họ không thể ghi nhận điều đó được, họ không thể nhìn vào đó để họ đánh giá được, họ chỉ biết là hôm nay tôi cảm xúc tôi đang vui nhưng tôi thấy bạn thua, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nhìn Manchester United điện, chúng ta nhìn thấy rất rõ là MU đang có vấn đề đúng không, và nhưng MU đấy nếu không có vấn đề, nếu MU thắng liên tục ấy, chúng ta chả nhìn thấy vấn đề được điều đó. Thực ra MU đã có vấn đề từ năm 2010 rồi, nhưng Alex Ferguson đã kéo MU vượt qua 3 năm đấy để rồi sau đó nó lụn bại hoàn toàn. Nếu mà đúng nếu không? Mà MU cứ thắng liên tục thì chắc không ai để chúng ta không thể biết được cái mái nhà của sân Old Trafford bị rột đúng đâu. Đúng rồi, cho nên tôi nghĩ rằng là đôi khi chúng ta chấp nhận thôi. Thực ra là đây là chúng ta đứng ở bên ngoài, chúng ta nhìn vào, chúng ta phải nhìn kết quả là đúng rồi. Kể cả khi chúng ta vận hành một bộ máy, khi chúng ta không trực tiếp làm việc bộ máy đó ấy, chúng ta sẽ không biết được anh ta làm hay hay dở, anh ta làm tốt hay không. Và chỉ có những người làm việc trực tiếp với nhau họ sẽ hiểu được chính bản thân mình. Thì tôi nghĩ rằng trong gần đây khi mà các video của ông Thu Xê ông đưa ra ấy, thì tôi thấy đấy là cách để ông có thể có những cái chia sẻ với các cầu thủ. Ai hiểu được thì sẽ có sự tiến bộ thôi. Và tôi thấy Hùng Dũng là một người truyền lửa rất là tốt. Thì ở đây tôi vẫn phải nhìn nhận một lần nữa là ông Thu Xê về cá nhân, ông là người tương đối cố chấp bảo thủ. Hai là ông ấy là người không quá nhạy bén về chuyên môn và chiến thuật, và những phương án ông đưa ra là ông nghĩ nhiều quá, thành ra những phương án nó không thực sự nó gắn kết được với bên trong. Chúng ta cần một cái kiểu chiến tướng kiểu như ông Park Hang-seo hơn, một người biết thắng trận nào đúng, và biết thời điểm cần trận nào hòa hoặc trận nào đủ để tạo ra cảm xúc người ta. Tôi vẫn nhớ hình ảnh ông Park Hang-seo đấm vào tường, tôi nhớ là có một lần kể lại ông rớm máu sau trận thua với Trung Quốc. Vì ông không bao giờ chấp nhận rằng Việt Nam phải thua Trung Quốc, Việt Nam thua Thái Lan, thua Indonesia. Đó là ba đội bóng mà người Việt Nam chúng ta biết là phải thắng. Đúng. Ông làm được điều đó thì ông Phi Thu Xê ơi, bây giờ nếu như ông theo dõi video này, ông đừng theo dõi nhà báo Long Trần nữa. Ông theo dõi tôi này, vì tôi là người chịu trách nhiệm rất nhiều áp lực với ông này. Thì ông phải nhìn ra vấn đề là dù ông đã 70 tuổi rồi, ông có thể là hơn tuổi bố vợ tôi một chút thôi, nhưng cũng cần phải có sự lắng nghe từ thế hệ trẻ, những người góp ý cho bản thân mình, và ông cũng cần sự khéo léo hơn. Thì đấy mới cách để ông Thu Xê có thể tồn tại được. Ông đang làm việc ở một môi trường nó không chỉ là bóng đá nữa, đây là một môi trường nó còn căng thẳng không khác gì bóng đá Anh cả, với những cổ động viên sẵn sàng là sử dụng rất nhiều những từ ngữ, có người bảo vệ, có người thì hạn chê bai. Nên tôi nghĩ rằng là chính bản thân ông phải tự thay đổi, nếu không thay đổi được thì ông chưa kịp có kết quả tốt ấy, ông đã phải nói lời chia tay rồi. Thật ra anh không nói thế làm em nhớ một câu nói của chính ông Chu, là ông Thu Dê, là tôi đến đây với tư cách là giống như một người mở đường, sau đấy những người kế nhiệm tôi có thể cùng nhau chia sẻ những gì mà tôi để lại, những kinh nghiệm để vượt qua khó khăn. Nhưng mà trong đấy ông có một nói là chúng ta cần sự đoàn kết, không chỉ là đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại mà còn là đội tuyển Việt Nam ở tương lai đó, chúng ta cần một sự đoàn kết giữa các thế hệ với nhau để tạo nên một cái thành công, mục đích chung đó là tham dự World Cup. Nhưng mà đúng là có vẻ như cũng chính bản thân huấn luyện viên Thu Dê đang khiến cho những cái khối tạo nên bóng đá Việt Nam, đó là các khán giả, các giới truyền thông, rồi ban lãnh đạo, rồi các đội bóng, dường như là đang có một cái sự tách rời nhau ra một tí. Không ai hiểu ai cả. Chúng ta đang cảm giác như không ai hiểu ai thật sự như thế. Có, chắc là chỉ có mỗi ban lãnh đạo VFS là cảm thông được với huấn luyện viên Thu Dê thôi. Chứ còn bây giờ ban thường trực, ok. Chứ còn bây giờ mà em nói thật, kể cả mọi người thử đặt mọi người vào tâm thế của Hùng Dũng mà xem, thử đặt mọi người vào tâm thế của Hồ Tấn Tài, của Hoàng Đức mà xem, nếu như mọi người có một cái vị thế như thế nhưng mà phải chấp nhận một cái vai trò thấp hơn
ví dụ như thế thôi, thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào? Chúng ta sẽ phải đặt ra, đồng ý là Hùng Dũng vẫn là một người truyền lửa cực kỳ hay, anh vẫn là một đội trưởng mẫu mực trong từng lời nói trước các cầu thủ, trước các đồng đội của mình. Nhưng đặt lại vấn đề mà xem liệu rằng họ có thực sự thấu hiểu được huấn luyện viên Thu Dê hay không. Đó, có thể là những Phan Tuấn Tài, những Minh Trọng, những Văn Tùng có thể thấu hiểu ông thầy của mình, nhưng liệu Hùng Dũng có làm được cái câu chuyện đấy hay không? Những lời Hùng Dũng nói ra, đồng ý thôi, đội tuyển quốc gia không đơn thuần là giống như câu lạc bộ, mà luôn luôn đã là một thủ lĩnh ở đội tuyển quốc gia, anh luôn luôn phải thể hiện cái hình ảnh như thế, đấy là điều đương nhiên rồi. Nếu anh không làm được như thế thì anh sẽ không bao giờ là đội trưởng của đội tuyển quốc gia cả. Kể cả có những cái thời điểm em nhớ là Quế Ngọc Hải đúng không, bị tước băng đội trưởng hay là đánh mất cái vị thế của mình tạm thời, một cách tạm thời, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn luôn luôn là một người mẫu mực ở trên sân mà chúng ta luôn luôn nhìn thấy hình ảnh đấy. Nhưng mà để đến câu chuyện tiếp theo đi, là những trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Thu Dê cùng đội tuyển Việt Nam, đó là cột mốc vào thời điểm tháng 6, đúng không? Chúng ta sau SEA Games thì chúng ta sẽ đến những trận đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia. Khi đấy thì người ta đã mọi người đã nhìn thấy cái vấn đề hình như là hơi nhen nhóm một tí rồi hay sao ấy, ở trận đấu với Hồng Kông. Tất đồng ý là Hồng Kông thời điểm đấy chúng ta hơi coi nhẹ đối thủ này một tí đúng không, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại, sau kể cả sau cái hành trình em nhớ là Asian Cup đúng không, họ cũng dự và cũng có những trận đấu gọi là ngang ngửa với cả những đối thủ trên tầm, thì có vẻ như là chúng ta đang hơi đặt nhẹ Hồng Kông một tí và chúng ta kỳ vọng nhiều hơn. Em nhớ một cái hình ảnh là các cổ động viên ở trên sân Lạch Tray Hải Phòng bỏ về rất sớm, chỉ tầm hình như tầm phút thứ 81-82 đã có bắt đầu người dục dịch về rồi. Còn đến phút thứ 85 mà thấy đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được mỗi một bàn từ chấm phạt đền ý, là mọi người cũng chán, mọi người cũng ra về luôn. Và sau đấy chúng ta tiếp tục đánh bại đội tuyển Syria 1-0 trên sân cũng trên sân Lạch Tray hay sân Thiên Trường nhỉ? Thiên Trường. Đó, và sau đấy vào đợt FIFA tháng 9 chúng ta thắng 2-0 trước Palestine. Thật là trớ trêu khi mà những đội tuyển này đều thi đấu vô cùng thành công ở Asian Cup, chỉ có chúng ta thôi, chỉ có chúng ta là tụt lại một chút. Sau đó chúng ta có 3 trận đấu ở tháng 10, thua cả 3 trước Uzbek, trước Trung Quốc, trận đấu trước Hàn Quốc. Anh không có nghĩ rằng cái cách lựa chọn đối thủ để giao hữu cũng giống như một cái sự cố chấp nào đấy của ông Thu Dê không? Liệu ông có cái lựa chọn nào nó khả quan hơn không? Ví dụ chúng ta đã đá với Hàn Quốc rồi thì chúng ta không nhất thiết phải đá với Trung Quốc và Uzbek nữa. Chúng ta đá Hàn Quốc thì chúng ta có thể chọn một đối thủ nhẹ nhàng hơn, ví dụ đấy, để mang đến một cái cảm giác chiến thắng hưng phấn hơn cho cầu thủ chẳng hạn. Anh có nghĩ như thế không? Anh thì không hài lòng lắm ấy ở cái giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam chúng ta chạy đà cho cái Asian Cup này. Còn các đối thủ thì chúng ta cũng thấy rằng đấy, chúng ta nhìn thấy Palestine này, Syria này và Hồng Kông Trung Quốc đúng không? Thì trong đó có Syria đi tiếp. Đấy, chúng ta mà chứng Palestine đi tiếp. Như vậy chúng ta chứng tỏ rằng là nếu như tuyển Việt Nam chúng ta ở bảng đấy, chúng ta đi tiếp rồi. Chứ không phải chúng ta ở cái bảng này. Bây giờ chúng ta hỏi 8 trên 10 người, chúng ta nhìn thấy rằng là bảng đấu của Việt Nam rất khó. Đúng. Bảng đấu Việt Nam rất khó, và nếu như chúng ta ở cái bảng đấu nó thuận lợi hơn như bảng đấu của Trung Quốc ấy thì có lẽ khả năng chúng ta đi tiếp vẫn sẽ cao hơn. Đấy là một. Ở đây góc độ chúng ta nhìn thấy rằng là những đối thủ chúng ta thi đấu ở giao hữu từ khi tháng 6 đến bây giờ ấy là những đối thủ ở mức độ thấp hơn chúng ta một tẹo. Cho đến khi chúng ta đã ở tầm độ cao hẳn là Hàn Quốc, thì những cái trận đấu đấy thì theo anh có biết ấy, thì là ở giai đoạn tầm tháng 10 là giao hữu ấy, thì có liên đoàn có trao đổi với cả ông Philippe Thuchet về việc là sẽ lựa chọn đối thủ như nào cho đội tuyển Việt Nam. Thì ông đã lựa chọn cả 3 đối thủ đấy, thì ông muốn rằng là đội tuyển Việt Nam chúng ta cần phải có những thật sự và phải xem cái áp lực của chúng ta chịu những đội bóng mạnh thế nào thì chúng ta mới có thể làm quen được, để khi mà vào cái vòng loại World Cup hay là Asian Cup ấy, thì chúng ta sẽ bỡ bị rơi vào cái tình thế bị hẫng. Thì cái thành quả mà chúng ta có được thì đều là 2 trận thua, mà chúng ta lại không có 2 trận thua, từ đó 2 trận thua là 2 trận thua. Cái trận Indo chắc chắn là thua, là mình thua hẳn rồi, không nói, nhưng mà trận thua với Nhật Bản và trận thua với Iraq thì rất rõ ràng là chúng ta thấy 2 trận đấu Iraq nhá, thua 2-3 ở Asian Cup và thua 0-1 ở vòng loại World Cup nhá, và thua Nhật Bản 2-4 nhá. Cả 3 trận đấu đấy chúng ta đều không diễn ra theo diện là chúng ta thua họ về thế trận, đúng không ạ? Nên là kể cả huấn luyện viên Casat thì sau 2 lần gặp ông Thu Xê, ông họ đều khen là đội này đá rất khó chịu chứ không phải là đá đơn giản.
Và khi mà đá với cả Nhật Bản thì Nhật Bản họ cũng rất bất ngờ khi mà đá Việt Nam, đang đá thắng như trẻ tre, gặp đúng ông Việt Nam không hiểu sao húng kiểu gì đá ăn 2-2-4. Thì cái sự húng đấy nó không phải tự bất ngờ. Nó đến từ cái sự chuẩn bị rất là dài. Việt Nam chúng ta thời đấu ông Park đã đá rất là tốt rồi. Sau đó khi mà chúng ta bắt đầu gặp những kiểu một lối chơi mới về ông Thu Xê, gặp những đội bóng mạnh ấy, là chúng ta đã bắt đầu bị vỡ ra nhiều cái. Thì chắc chắn là khi đấy thì chúng ta gặp một đối thủ tầm như vậy chúng ta sẽ ổn hơn. Nên là cá nhân anh thì anh nghĩ rằng là cái giai đoạn chuẩn bị cho Asian Cup mới là cái thời điểm mà anh cảm thấy là nó đang không ổn lắm, hoặc là nó có là một cái vấn đề khiến cho chúng ta không thể thành công. Tất nhiên là có hơi mâu thuẫn một tí nhá, thì cá nhân anh là anh không ủng hộ câu chuyện là tập trung dài, bởi vì thời điểm đấy là thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung rất là ngắn. Chúng ta tập trung vào ngày 31 và chúng ta lên đường sang Qatar vào ngày 5, tức là chúng ta chỉ có 6 ngày thôi. Và chúng ta chỉ đá giao hữu một trận là Kyrgyzstan. Có vẻ như huấn luyện viên Thu Dê mang được cái tư tưởng là ông cân bằng hơn giữa lợi ích. Đúng rồi đấy, thì cá nhân là anh ngay từ đầu nói luôn là thời điểm FIFA đây chúng ta cũng nhìn thấy rồi, các đội quốc tế họ cũng chỉ có một thời gian rất ngắn thôi. Thái Lan cũng vậy. Thì Việt Nam chúng ta thì bản thân ông Thu Dê là ông ấy cũng không suy nghĩ theo kiểu lối mòn ngày xưa là cứ phải tập trung U23, tập trung đội quốc gia là phải tập trung khoảng một tháng, mà ông tập trung ngắn thôi. Nhưng mà cái vấn đề là ngắn là một phần nhá, là cái phần đấy là đội cầu thủ có thể là chưa cảm nhận được hết nhá. Nhưng cái phần thứ hai là giao hữu ấy, chúng ta đá giao hữu một trận duy nhất với Kyrgyzstan. Chúng ta nhìn thấy đội tuyển Indonesia họ đá 3 trận liền, Libya 2 trận, đấu một trận nữa là trận đá với Iran. Tức là họ đã đá 3 trận liền thì chúng ta đá có một trận thôi, và trận đá tập nữa, đá thử nghiệm đội hình nữa. Nên ở đây thì cái anh nghĩ rằng cái vấn đề bất ổn là vấn đề nằm ở đấy, chứ không phải nằm ở những trận giao hữu trước đấy. Vì rõ ràng là chúng ta đá giao hữu trước đấy tốt ấy, thì chúng ta đá vòng loại World Cup ấy, vừa rồi đá Philippines ăn 2-0 với thua 0-1, suýt nữa thua hòa không đều với Iraq thì may ra mới được như vậy. Cho nên là cái sự chuẩn bị của đợt này với Asian Cup của chúng ta anh nghĩ là nó chưa ổn lắm, dẫn đến thành hệ quả là chúng ta không chơi hay ở Asian Cup này. Và cũng theo cách nhìn nhận của em nhé, là những con người mà đã làm nên những cái chiến thắng trong 3 trận đầu tiên của huấn luyện viên Thu Dê giúp cho ông gọi là nhận được một cái lời khen là huấn luyện viên thành công nhất, có khởi đầu thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, đúng không? Đúng, đấy là Công Phượng. Đấy là Hoàng Đức. Hoàng Đức kiến tạo này, Công Phượng ghi bàn này, Văn Toàn cũng có kiến một tạo kiến tạo Tuấn Hải này. Thì đấy là những cầu thủ mà chúng ta cảm thấy như là đáng nhẽ lúc đấy có vẻ cảm giác chúng ta là ui ôi, huấn luyện viên Thu Dê biết khai thác những cầu thủ này hay quá, đúng không? Khai thác những cái tên vốn dĩ đã là rất là hay rồi của bóng đá Việt Nam, và bây giờ huấn luyện viên Thu Dê lại khai thác được theo một kiểu khác, chúng ta cũng mừng. Nhưng mà rồi sau đấy thì họ lần lượt chìm xuống, những cái vai trò nó chỉ đi xuống một cách rõ rệt luôn. Và bây giờ chúng ta thấy ở trận đấu cuối cùng, từ trận đấu đầu tiên đúng không, chúng ta thấy Tuấn Hải, Đình Bắc, rồi sau đó chúng ta có gì, phải sử dụng Văn Tùng, và cuối cùng thì chúng ta phải sử dụng cả Khuất Văn Khang. Đấy, liệu rằng lúc đấy thì có ai nhớ Công Phượng không, có ai nhớ Tiến Linh, có ai nhớ Văn Toàn? Đấy chính là những cái điều mà không ai có thể không đặt ra dấu hỏi cả, đặc biệt là với các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Và cái cách xử lý của huấn luyện viên Thu Dê đối với em thì nó không khác gì đổ dầu vào lửa cả. Chúng ta thi đấu thua là thua, đúng không? Bóng đá thua là thua, và sau đó ông lại nói là các cầu thủ tiến bộ, các cầu thủ vẫn làm tốt, tôi thấy ổn, tôi thấy tích cực. Thì cá nhân Phong khi nghe thấy những cái điều như thế, bạn cảm thấy có cảm thấy yên tâm không, hay là chỉ cảm thấy khó chịu thôi? Tôi nhớ lại câu chuyện mà khi mà anh em mình đi đá ở sân Phủ ấy. Anh Công Nghệ không đá, anh Công không biết, nhưng mà ví dụ bây giờ tôi chuyển hỏng cho Giang hoặc Giang chuyển hỏng cho tôi, đúng không? Nhưng mà anh em vẫn quay lại động viên nhau là ok tốt rồi anh em ơi, lần sau làm lại. Thì tôi nghĩ là ở một góc độ nào đấy thì ông Trussier ông ấy muốn cầu thủ hiểu được là ông ấy ghi nhận sự nỗ lực của họ. Tức là ông ấy thấy là ok, có thể hôm nay các bạn thua ấy, nhưng mà tôi thấy là các cậu cũng cố gắng. Thì tôi nghĩ là ông ấy muốn học trò hiểu được cái điều đấy. Tuy nhiên ở góc độ của khán giả thì người ta sẽ hơi khó chấp nhận những cái bình luận như thế, bởi vì là tất nhiên người ta không mong muốn là ông ấy chỉ trích gay gắt cầu thủ là hôm nay cậu này đá tệ quá, cậu kia không làm tốt yêu cầu của tôi. Thì tôi nghĩ là cũng không cần phải gay gắt đến mức kiểu như vậy. Nhưng mà khi mà thua mà lại khen cầu thủ ấy thì tự nhiên tâm lý phản xạ của người nghe, người ta sẽ hơi không thấy không ổn lắm, chắc chắn rồi. Vẫn là câu chuyện là tôi thấy họ tiến bộ trên sân tập, nhưng cuối cùng cái sự tiến bộ ấy nó không thể hiện được bằng kết quả trên sân thi đấu, thì những cái người nghe người ta khó chấp nhận lắm. Nên là điều đấy là điều mà ông ấy phải đối mặt. Nhưng mà có vẻ như là ông cũng chưa bao giờ
chưa bao giờ chủ động đối mặt với những cái điều đấy thì phải, chưa bao giờ trả lời cho chúng ta những câu hỏi như thế. Thì thua nhiều quá quên. Thua nhiều quá quên. nhưng mà có một câu chuyện, có những câu chuyện trên sân tập mà tôi nghĩ là cũng muốn chia sẻ với khán giả, vì chúng tôi cũng đã từng được chứng kiến việc là ông Trussier là người mà rất là nóng tính và gay gắt trên sân tập với cầu thủ. Đã từng có cầu thủ mà tập không tốt, đi ra ngoài, không tập nữa. Đi ra ngoài luôn, nghỉ luôn buổi tập hôm đấy. Chỉ ngồi xem thôi. Hồ Văn Cường. Đấy, chính là Hồ Văn Cường. Đấy là câu chuyện đấy đã xảy ra nhá. Và ở trên sân ấy, ông ấy cũng thế. Cả đội đang tập đúng không? Một động tác lỗi, tất cả dừng lại. Ông ấy chạy vào sân luôn. Ông ấy thị phạm một người. Tôi cũng hơi, lúc mà nhìn hình ảnh ông ấy thị phạm ấy, tôi nghĩ biết mình đến tuổi gần 70 mình còn có đủ dẻo dai để khỏe để mà chạy rồi là lắc không rồi các thứ để mà thị phạm cho cầu thủ được như thế cho ông ấy không. Tức là gì, chúng ta hiểu là có thể là trước mặt truyền thông thì ông ấy là một người khá là nhẹ nhàng, luôn thích khen cầu thủ đấy, nhưng thực ra trên sân tập ấy thì ông ấy rất là nghiêm khắc. Và chúng ta cũng từng trò chuyện với Ngọc Bảo rồi anh Công nhỉ, Ngọc Bảo cũng bảo rồi thầy rất là nghiêm khắc, chỉ một chi tiết nhỏ mà tập lỗ thôi thì tập lại hết từ đầu, bao giờ nhuyễn thì thôi. Đấy thì tức là ông ấy vẫn có cái sự nghiêm khắc với cầu thủ. Mọi người đừng lo là ông Trussier vì khen như thế là ông ấy nuông chiều cầu thủ hay là làm cầu thủ bị lười ý chí phấn đấu gì cả. Không có chuyện đấy đâu, nhưng mà tôi nghĩ chỉ là ông ấy muốn bảo vệ các cầu thủ quá thôi, nên thành ra là nó bị hiệu ứng ngược với cái kết quả mà nhận được ấy. Năm 2019 hay là 2018 là khi ông Trussier bắt đầu đến với PVF là năm 2018 đúng không anh Công? Trùng với thời điểm mà chúng ta tương đối thành công, giao thoa giữa thành công và thất bại, nhưng mà huấn luyện viên Trussier đã xuất hiện ở đó. Thời điểm đó thì em nhớ là có ông nói với cầu thủ, chia sẻ với giới truyền thông ấy là bóng đá Việt Nam thiếu huấn luyện viên có trải nghiệm quá. Và thực tế thì ở thời điểm đấy chúng ta nhìn thấy có rất nhiều huấn luyện viên Việt Nam được làm việc với huấn luyện viên Trussier, có cảm giác như là họ rất là tôn sùng, họ tiếp thu được những cái kiến thức mới của thế giới. Và ở thời điểm đấy nhá, tức là năm 2018 đi, chúng ta nói về năm 2018, bóng đá thế giới có vẻ như là chưa nghĩ đến câu chuyện là phát triển bóng từ sân nhà cho thủ môn chơi bóng. Nhưng mà huấn luyện viên Trussier thời điểm đấy đã nói đến câu chuyện đấy rồi. Tức là ông nói là bây giờ bóng đá Việt Nam làm sao mà phát triển được bóng từ sân nhà này, có 3-4 cầu thủ liên tục di chuyển này, tạo nên khoảng chục đường truyền với nhau này. Đấy, tức là khi đấy cái tư duy, cái tầm nhìn của huấn luyện viên Trussier đã đi trước chúng ta như thế rồi. Và em nghĩ là đó chính là cái mà chúng ta cần phải ghi nhận, kể cả thời điểm này hay thời điểm sau đi nữa, chúng ta vẫn cần phải ghi nhận. Kể cả sau này đúng như anh Công nói, huấn luyện viên Trussier có thể sớm chia tay với bóng đá Việt Nam thôi, nhưng mà cũng có thể cái di sản mà ông để lại chúng ta sẽ còn giữ được đến sau này rất là lâu. Và cái câu chuyện là liệu rằng đội tuyển Việt Nam có thể tiếp nối cái hành trình của chúng ta tại vòng loại World Cup một cách thuận lợi hay không. Ví dụ hôm qua có một cái chia sẻ là nhiệm vụ tiếp theo của huấn luyện viên Trussier rất là rõ ràng, đó là chiến thắng Indonesia trong hai trận sắp tới, nếu không thì có thể huấn luyện viên Trussier sẽ phải chia tay đội tuyển Việt Nam. Liệu anh Công có sợ lo lắng cái vấn đề đấy xảy ra không? Và liệu rằng nếu mà xảy ra như thế thì bây giờ ai là người ngồi vào cái chiếc ghế đấy bây giờ? Thực ra là ở thời điểm này, thời điểm ông Phí Trussier cũng niềm tin cũng rất cạn, cũng không nhiều đâu. Thực ra vẫn có người ủng hộ, nhưng mà như tôi là tôi ủng hộ thì tầm nhìn thôi. Còn tất nhiên chúng ta cũng nhìn thấy rằng là về mặt câu chuyện huấn luyện là ông đã có những cái vấn đề về mặt câu chuyện con người, dùng người hay nhạy bén chuyên môn rồi, đấy là cái chúng ta thừa nhận. Thì ở đây thì ông cũng chỉ có cách tiến lên thôi. Và tôi vẫn nghĩ các trợ lý cũng nói chuyện với ông Trussier, cũng nói thẳng luôn là dù có nói hay đến nhà chăng nữa ấy, nhưng bây giờ câu chuyện trả lời duy nhất của bóng đá này là kết quả. Và đáng lẽ ra ông đã làm được điều đó vào cái thời điểm Việt Nam mình thua 2-4 trước Nhật Bản rồi. Chỉ cần nhấn thêm một nhịp nữa, thắng nốt Indonesia để đi vào vòng 1/8 ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái niềm tin của hâm mộ sẽ đẩy lên rất cao. Đúng. Nhưng mà ông đã tự bỏ qua cái cơ hội đó bằng một cái trận đấu rất đáng trách trước trận đấu với Indonesia. Một trận đấu mà rõ ràng ông Shin Tae-jong đã hơn hẳn. Đấy thì tôi nghĩ rằng là bây giờ không thể cứ kêu gọi người hâm mộ là kiên nhẫn với cả ông Phí Trussier mà ông cứ chỉ nói và ông không làm được. Đây là cái điều mà tôi thấy rằng là về mặt điểm chung của người hâm mộ, họ nói có thể là nhiều người hâm mộ cực đoan, họ nói có thể là nói này nói kia, nói bậy hay bạ, nhưng mà tôi vẫn đảm bảo quan điểm là đa số người hâm mộ hiện tại họ vẫn đang có một sự ngờ vực.
và họ vẫn đang chờ đợi trận đấu với Indonesia. Và nếu như làn sóng ấy sẽ càng phẫn nộ hơn nếu như Indonesia, Việt Nam chúng ta không thắng Indo. Và tôi chắc chắn là nếu trong trường hợp đấy thì cái kịch bản rất là xấu là ông Thu Xie sẽ phải nói lời chia tay sớm trước, là điều hoàn toàn để không tránh khỏi đâu. Bởi vì chúng ta thấy rằng là dư luận đã như thế rồi, làm sao mà nổi điên được. Rồi tất cả các bên nó vào cuộc chứ. Nên là tôi thấy rằng làm cái chuyện mà ông Philippe Thu Xie ông phải chứng minh hai trận đấu Indo là cực kỳ quan trọng đấy. Và có một cái chi tiết thế này mà nó có thể không phải là biện minh hay là nó gì đấy đâu, nhưng mà cái chia sẻ của Hùng Dũng trong trận đấu đấy và những gì mà mình cũng có hỏi từ phía anh em cầu thủ ấy, thì họ cảm nhận được là trận đấu là trận đấu mà mình đã có những cái sự chuẩn bị đấu pháp nó chưa tốt và ứng biến đấu pháp nó chưa hay. Còn về mặt con người sự các thứ họ sẵn sàng là có thể đá không kém Indo. Tức là khi mà mình có đăng status nói về việc là Indo có thể mạnh lên do cầu thủ nhập tịch ấy, thì đúng là họ mạnh lên thật. Nhưng các cầu thủ Việt Nam họ vẫn tin tưởng là họ có thể làm được cho Indonesia. Quan trọng là lực của chúng ta là thế nào và chúng ta tự tin đá nào với Indo thôi. Thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện tháng 3 này sẽ là câu chuyện mà giải quyết rất nhiều những bài toán mà cần phải giải quyết. Còn nếu không giải quyết được thì thôi, đây là lỗi của ông Thu Xie nhé. Đúng rồi. Một là câu chuyện về con người. Bây giờ các cầu thủ mà có trình độ cao, có phong độ tốt, bây giờ cứ để họ dự bị xong rồi thất bại thì không thể được, đúng không? Em nghĩ là bây giờ phải làm mọi cách thôi. Đúng. Giống như cái thứ hai, huấn luyện viên Park đã làm ấy. Cái thứ hai là câu chuyện chúng ta phải thắng. Cứ kết quả hai cái vấn đề đấy á, thì tôi nghĩ rằng là mọi thứ sẽ lại bình thường. Còn tất nhiên cũng sẽ có những cái lời này lời kia để bảo là ui chứ chẳng qua dùng những cầu thủ trụ cột ở kia thì mới thành công, nhưng nó sẽ giảm đi. Tôi nghĩ là cứ phải thắng đã, và đôi khi là câu chuyện thắng là giải quyết phương án đầu tiên, câu chuyện sát sườn. Nhưng sau đó thì chúng ta cũng phải nhìn ở góc độ thứ hai là góc độ liên quan đến câu chuyện con người. Khi đã giải quyết được hai góc độ đấy rồi thì tôi nghĩ rằng là cái niềm tin ông Chu Dê mới thành công. Chứ còn nếu không ấy thì đấy, chúng ta cũng thấy kịch bản rồi. Vậy thì ai thay ông Chu Dê nếu giả sử có phương án xấu xảy ra? Tôi nghĩ rằng là trước mắt chúng ta nhìn thấy rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ hoạt động vào điểm tháng 6. Tức là sẽ có 3 tháng điểm trống. Và thời điểm đó đủ thời điểm để chúng ta nếu có tình huống xấu xảy ra ấy, chúng ta vẫn lựa chọn. Nhưng ngay sát sườn của cái thời điểm tháng 3 đấy là tháng 4 là U23 châu Á ấy, thì tôi nghĩ rằng sẽ có phương án B thôi, là phương án ông Hoàng Anh Tuấn, vì ông Hoàng Anh Tuấn cũng là người phụ trách đội trẻ Việt Nam. Cho nên là chúng ta cũng đã có những phương án lường trước và tự bản thân chúng ta cũng đã nghĩ đến kịch bản đấy rồi. Chỉ có điều là chúng ta không hy vọng nó xảy ra. Đúng không ạ? Vì tôi nghĩ rằng là điều quan trọng nhất suy cho cùng ấy là chiến thắng. Là với những anh em, tôi phải thì thật với nói này là những anh em thực sự có cái tâm sáng ấy, thì họ chỉ tập trung vào chuyện là đội tuyển Việt Nam có thành công hay không. Đúng chứ họ không quan trọng câu chuyện phe phái. Đúng. Không quan trọng câu chuyện là cầu thủ của tôi không được thi đấu hay là đội của tôi không được đá nhiều. Tôi biết rằng là câu chuyện thời gian vừa qua rất nhiều bên dậu đổ bìm leo. Có những cái câu chuyện nói từ ông Thu Xie để cố gắng móc nối lại những câu chuyện trước kia của những con người đó. Thì đó là một cái tâm không sáng thì chúng ta không nên tránh khỏi. Còn về cơ bản, kể cả người hâm mộ có cực đoan thế nào chăng nữa, nhưng họ vẫn thích quý bóng đá Việt Nam, vẫn yêu bóng đá Việt Nam, đấy là điều mà ghi nhận. Bản thân những người nhà của em cũng thế thôi. Khi mà họ xem đội tuyển Việt Nam ấy, em nghĩ là phần đông người hâm mộ là như thế. Tức là họ nhiều lúc họ còn chẳng để ý là Văn Hậu có đá hay không. Như em đi sân, cái hôm mà em đi ra sân bay tiễn đội tuyển ấy, nhiều người còn hỏi ô Văn Hậu đâu, Đặng Văn Lâm đâu. Tức là họ thậm chí là họ còn không quan tâm đến huấn luyện viên Chu Dê gọi ai, loại ai. Cái điều đấy có lẽ là giới truyền thông sẽ quan tâm nhiều hơn. Còn phần lớn người hâm mộ là người ta chỉ đến trận đấu, là người ta xem. Có thể người ta thắc mắc một tí là Văn Hậu xong đá, nhưng mà nếu mà trận đấy chúng ta thắng chẳng hạn thì mọi chuyện nó vui vẻ, chẳng ai nhớ đến Văn Hậu là ai, chẳng ai nhớ đến Đặng Văn Lâm là ai cả. Nhưng mà câu chuyện là bây giờ chúng ta đang thua, và cái gì cũng thế thôi, đang thất bại thì chúng ta sẽ có rất nhiều lý do để nói đúng không? Nhưng mà thôi, dù sao thì nói thật là em rất thích triết lý của huấn luyện viên Thu Dê, và em rất thích tầm nhìn của huấn luyện viên Thu Dê đối với bóng đá Việt Nam. Nên là dù sao đi nữa, em cũng rất mong là chúng ta đã cố gắng xây dựng được một cái tầm nhìn, một cái triết lý như thế rồi, thì chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong một thời gian dài hơn, để làm sao có được một cái lứa cầu thủ gọi là sự giao thoa tương đối là tuyệt vời đi. Và năm 2026 chúng ta vẫn có những cầu thủ kinh nghiệm đẳng cấp, và thì kèm theo đó là những cầu thủ bây giờ tạm gọi là trẻ đã phát triển rồi, như là Đình Bắc, như là Minh Trọng có thể đã trưởng thành hơn rất nhiều. Biết đâu đấy Minh Trọng trở thành Đoàn Văn Hậu thứ hai, hoặc Đình Bắc thậm chí còn tỏa sáng hơn cả những gì Công Phượng và Văn Toàn cộng lại. Đó là điều mà chúng ta rất là mong muốn, rất là khát khao. Câu chuyện của năm đó, nhưng đó sẽ là câu chuyện của tương lai, câu chuyện của năm 2024. Và trong thời gian ngắn sắp tới, chúng ta sẽ mong rằng huấn luyện viên Thu Dê
tìm ra được một cái phương án để thành công, ít nhất là trong hai trận đấu với Indonesia trước mắt. Và sau đó nếu nói dài hơn thì chúng ta sẽ đến với AFF Cup, đúng không? Đó là một giải đấu rất quan trọng, dù là một giải đấu tầm khu vực thôi, nhưng mà ai cũng biết cái tầm ảnh hưởng của AFF Cup với bóng đá Việt Nam như nào rồi. Chúng ta có thể thắng Nhật Bản một trận nhưng mà không thể vui bằng vô địch một giải AFF Cup được, đó là điều chắc chắn luôn. Ai cũng biết đấy là những gì mà em nghĩ là những người ở làm trước huấn luyện viên Thu Dê luôn luôn hướng đến, đó là cái chức vô địch, đó là không chỉ đơn thuần là chơi tốt, không chỉ đơn thuần là sự tiến bộ, nhưng mà hy vọng rằng sau một năm nỗ lực, sau một năm cố gắng thì huấn luyện viên Thu Dê sẽ bằng những cái tiến bộ, bằng những cái gì mà ông ghi nhận để chuyển hóa nó thành một kết quả cụ thể. Và đó cũng là những mong muốn, những chia sẻ cuối cùng của chúng tôi trong chương trình Câu Chuyện Hậu Trường vào dịp Tết Nguyên Đán lần này. Hy vọng rằng các bạn có một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, nhưng đừng quên rằng cũng đồng hành cùng với chúng tôi trong những chương trình trên hệ thống kênh của Tết Trần TV. Chúng tôi sẽ không nghỉ vào dịp Tết Nguyên Đán này đâu, chúng tôi sẽ vẫn liên tục xuất bản những video gửi đến quý vị và các bạn. Và lời cuối cùng, xin chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.